Mình test con Toshiba 857 luôn nha. Okay. 406.000 bản. Ok. Anh test 100 giấy luôn nha. 500 tờ.
tạm thời thì nó đã còn dài. Bây giờ chắc em ngưng video ở đây thôi để em test máy, chứ mà quay hết cái này lưu lượng nó cũng không được rồi, chắc cũng không có đủ rồi. Ok, chốt ở đây nha.